Những ngày cận kề Tết Ông Công Ông Táo, làm vàng mã truyền thống tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đang hối hả chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, do tình hình suy thoái kinh tế nên năm nay, các cơ sở sản xuất vàng mã cúng Ông Công Ông Táo tại đây đều bị ảnh hưởng đáng kể. Tết thì làm thần linh Ông Công Ông Táo. Một ngày mỗi một công nhân là được 150 đến 200 bộ. Công đoạn là bấm bệ này, xong rồi lồng bệ và hia. Xong rồi lồng mũ hoàn thiện nữa là xong. Khách so với năm ngoái là thấp hơn. Công nhân thì vẫn như thế. Mà mình làm thì cái hàng của mình thì nó lại bị rẻ đi. Thất thu hơn mọi năm. Năm nay tầm này thì cũng gần hết hàng rồi. Làm thì cũng bình thường. Đủ giao thôi. Cũng ế hơn năm ngoái. Năm ngoái bán được nhiều hơn nhiều. Năm nay nói chung là thất thu.